Xin kính chào những quý khán giả và đây là những hình ảnh được truyền tải trực tiếp từ sân vận động quận Hoàng Mai. Trước mặt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa Đại Từ FC và đối thủ của họ sẽ là Phoenix. Phượng Hoàng Tím cùng với FC Đại Từ sẽ đều có cho mình những sự chuẩn bị trước những giải đấu lớn. Và để cho quý vị và các bạn dễ theo dõi hơn trong trận đấu ngày hôm nay, Phoenix họ ra sân với trang phục áo hồng quần tím. 7 cái tên sẽ xuất phát trong đội hình ra sân bao gồm số 2 Được Ảnh, số 9 Xuân Bầm, số 89 Hải Kỳ, số 1 Phong Bướm, số 4 Nhật Còn, số 66 Long Nháy và số 88 Vinh Cụt. Còn bên phía các cầu thủ Đại Từ, áo xanh, áo vàng quần xanh sẽ là trang phục và họ lựa chọn. Bảo vệ khung thành vẫn là thủ thành áo số 1 Sắp Tuất. Những cái tên phía trên sẽ bao gồm Văn Hòa số 33, Hoàng Anh số 18, Minh Heo số 30, Đức Dương số 47, 29 Khôi Ngô và số 24 Linh Hải Tử. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ bên phía Đại Từ họ sẽ là những người án ngữ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Đây đều là những cái tên quen thuộc. Và thật sự với cả Phoenix lẫn Đại Từ họ đều muốn có cho mình những sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu lớn. Và trước mắt đối với Phoenix đó là Hà Nội Serie A lên bóng cho Đại Từ FC.
tình huống lên bóng đầu tiên. Và thật sự chúng ta cũng thấy được rằng Phoenix cũng có cho mình những sự đổi mới. Không còn một Phượng Hoàng Tím với cách chơi tấn công trực diện như ở giải đấu VCS2 hay những giải đấu lớn mà họ từng tham dự như Serie A, Serie B. Ở ngoài sân thì chúng ta đang thấy được hình ảnh của cầu thủ số 10 Hoàng Phoenix. Anh sẽ là người xuất hiện trên băng ghế huấn luyện. Dứt điểm. Đó là tình huống chạm bóng của Xuân Bẩm. Chúng ta cũng thấy được rằng ở tuyến giữa đến từ đội bóng áo hồng thì sự xuất hiện của Hải Còn cùng Phong Bướm, hai cá nhân đang để lại rất nhiều những ấn tượng. Và thật sự với những đóng góp của hai cá nhân cầu thủ này vào thành công chung và những tình huống lên bóng đồng thời là góp cho Phoenix có cho mình những mảng miếng phối hợp và tấn công đánh trực diện và cả những tình huống mà đội bóng áo hồng chơi chủ động là rất quan trọng ở khu vực trung tuyến. Phong Bướm cũng không là một cá nhân quá xa lạ gì đối với những người xem bóng đá sân 7 cũng như những người hâm mộ ở sân bóng 11. Một cầu thủ trong quá khứ anh đã từng chơi rất nhiều trong những câu lạc bộ hiện tại đang xuất hiện tại V-League như Hải Phòng, như Viettel. Và bây giờ khi mà anh không còn chơi ở sân chơi chuyên nghiệp nữa thì anh quay trở về và khoác áo của Phoenix. Những phút đầu tiên và thật sự chúng ta cũng thấy được rằng cả Đại Từ lẫn FC Phoenix họ vẫn đang có cho mình những sự toan tính và điều chỉnh. Sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn và sự thử nghiệm trong trận đấu này. Hải Còn rất khó cho Hải Quan ở tình huống bóng vừa rồi. Linh 24, cầu thủ cao kèo đang là người án ngữ khu vực giữa sân của đội bóng áo vàng. Một cầu thủ còn rất trẻ và đầy tiềm năng của FC Đại Tử. Mất bóng nguy hiểm khu vực trung tâm, dứt điểm. Bóng vẫn còn, đây là Hải Còn. Chỉ cần có khoảng trống và khoảng cách phù hợp để vung chân thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo hồng không ngần ngại tung ra những tình huống dứt điểm thẳng. Và đó là tình huống dứt điểm của Vinh Cụt về phía khung thành của Giáp Tuấn, đánh đầu. Rất nguy hiểm. Những tình huống mà các cầu thủ bên phía FC Phoenix họ đang chơi đầy hứng khởi và tạo ra những sức ép. Tuyến giữa của đội bóng áo hồng họ đang kiểm soát. Và thật sự cũng không bất ngờ với việc mà FC Phoenix họ đang chơi và họ đang triển khai bóng một cách dễ dàng. Phong Bướm. Được anh số 2, anh lựa chọn cho mình một số áo ở vị trí trung vệ thòng, một vị trí rất quan trọng mà Hoàng Phoenix, người đang xuất hiện trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu này, anh muốn bố trí. Và với kinh nghiệm của cầu thủ áo số 2 thì anh biết thừa phải làm gì để giúp cho những đồng đội còn rất trẻ ở phía trên mình có cho sự kiểm soát và có cho mình sự chắc chắn nhất định ở tuyến phòng ngự. Hai cánh của FC Phoenix đang có những sự linh hoạt nhất định của Xuân Bẩm, đội trưởng mang số 9. Khối đội hình của đội bóng áo hồng họ di chuyển một cách linh hoạt và thật sự nó đang mang lại những cơ hội. Đại Từ họ cũng cần phải chơi an toàn hơn.
những tình huống xử lý bóng như vừa rồi của Hoàng Anh ở khu vực 1/2, 1/3 phần sân còn lại ở phần sân nhà bên phía đội bóng áo vàng cần phải được chỉnh đốn và được chăm chút hơn, bởi chỉ cần một sai lầm thôi thì nó sẽ là một cơ hội được mở ra cho Phoenix. Qua người không thành công đến từ vị trí của Hải Kỳ, lên bóng cho Đại Tử. Bóng vẫn đang trong chân của FC Đại Tử. Hoàng Anh, một cơ hội được mở ra. Khoảng trống là mênh mông ở tình huống bóng vừa rồi, nhưng đó cũng là một tình huống mà Linh 24 anh xử lý không thật sự là gọn gàng. Hải Còn, đây là Phong Bướm. Được Anh. Gần như là tuyến giữa, khi mà Phong Bướm cầm bóng thì anh đang mở ra những cơ hội. Những cơ hội đấy cần phải được chắt chiu hơn. Mặc dù cũng biết rằng đây là một trận giao hữu, nhưng các cầu thủ cũng cần phải chơi và cần phải thể hiện mình. Trước mắt họ là một giải đấu rất quan trọng. Sau khi mà FC Phoenix không còn chơi tại sân đấu cao nhất hay xuất hiện tại những sân đấu quen thuộc cho sân chơi 7 người như HPL, như VCS hay hạng nhì, hạng nhất. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc đội bóng máu hồng không có cho mình sự hoạt động một cách nhộn nhịp. Pha thoát bóng không thành công của Xuân Bẩm. Đây là Vinh Cụt. Vẫn đang là những cái tên quen thuộc mà chúng ta gọi mặt điểm tên tại những hành trình và những giải đấu lớn mà FC Phoenix xuất hiện. Được Ảnh. Bóng đã đi hết đường biên sọc và sẽ chỉ có một tình huống phất bóng lên cho FC Đại Từ mà thôi. Linh Hải Tử quá vội vàng ở tình huống chuyền bóng vừa rồi, và đây sẽ là một cơ hội nữa dành cho Phoenix. Phong Bướm thật sự là hơi cá nhân ở tình huống bóng vừa rồi, thì hoàn toàn Phong Bướm có thể mở ra một cơ hội dành cho đồng đội của anh ở cánh đối diện. Khoảng trống là có, nhưng pha xử lý vừa rồi là hơi thiếu sự hợp lý. Cũng không quá bất ngờ với cách chơi hiện tại và cách áp đặt lối chơi mà Phoenix đang tạo ra trước Đại Tử. Họ lựa chọn một lối tấn công phù hợp với một khối đội hình đầy đủ những nhân sự ở trên, đặc biệt là sự xuất hiện của số 11 Phong Bướm, cùng với đó sự cơ động của cả Hải Còn lẫn tiền đạo đang xuất hiện mà số 88 trên màn ảnh nhỏ chúng ta, đó là Vinh Cụt, cũng đang khiến cho đội bóng áo vàng gặp những vấn đề nào đó ở tuyến phòng ngự. Phút thứ 10 và tỷ số vẫn đang là không đều. Một trận giao hữu của Đại Tử lẫn Phoenix. Và như chúng tôi đã nói, đây là một trận đấu giao hữu mà cả hai bên đều có thể có cho mình những sự thay đổi, cũng như là có cho mình những sự thay thế và điều chỉnh ở những khu vực, đặc biệt là những vị trí của các cầu thủ chơi trái sở trường. Linh Hải Tử. Giáp Tuấn vẫn đang có cho Giáp Tuấn cùng những đồng đội bên phía Đại Tử một sự nào đó không có tính chủ động,
khi đưa trái bóng lên phía trên. Nhưng Đại Từ như chúng ta cũng biết được rằng đây là đội bóng rất giỏi pressing. Mất bóng nguy hiểm. Tình huống chuyền bóng sai địa chỉ. Nhưng ngay lập tức thì Linh 24 cũng không thể làm tốt hơn ở đường chuyền tiếp theo dành cho đồng đội của mình theo hướng tấn công cánh trái bên phía FC Đại Từ. Hải Còn. Được ảnh. Việc xoay sở các cầu thủ và xoay tua khối đội hình đang giúp cho FC Phoenix phần nào đó tạo nên tính chủ động trong việc kiểm soát bóng và đưa trái bóng lên phía trên. Họ từ tốn và họ cũng có rất nhiều những cơ hội và cũng có cho mình phần nào đó tính đột biến ở những pha lên bóng dành cho khung thành của Giáp Tuất, nhưng vẫn chưa thể xuyên phá được khung thành và xuyên phá được tấm khiên mang tên Đại Từ. Hai phần ba phần sân là nơi mà chúng ta thấy được các cầu thủ bên phía Phoenix họ kiểm soát tốt. Nhưng khi tới với 1 phần 3 phần sân còn lại, đặc biệt là tới gần hơn khu vực vạch 6m của FC Đại Từ, thì Phoenix đang gặp rất nhiều những khó khăn. Xuân Bẩm. Đường chuyền vượt tuyến của Xuân Bẩm không thành công. Muốn phát bóng lên phía trên và số 20 bên phía Đại Từ Star đã chớp được bóng. Quá đơn giản so với vị trí của Long Nhái, một trong những thủ môn đã chơi rất ấn tượng tại VCS2. Và trong quá khứ chúng ta nhớ rằng khi Phoenix đánh bại DTS để giành được tấm huy chương đồng giải bóng đá VCS2, thì đó cũng là một trận đấu mà cá nhân của thủ thành bên phía FC Phoenix chơi hay và anh đã khiến cho Phương Vơ Tu, một trong những tiền đạo chơi rất xuất sắc tại sân 7 người, phải vất vả. Lại thêm có những tình huống dứt điểm từ xa nữa đến từ đội bóng áo hồng và nó đang thuộc về Xuân Bẩm. Không thể triển khai bóng và có thể mang lại tính đột biến cao ở những pha bóng có điểm chạm 1-2 nhanh và dứt khoát ở gần với vạch 6m. Thì bây giờ thì các cầu thủ FC Phoenix họ đang lựa chọn cho mình những tình huống dứt điểm từ xa để tiếp cận khung thành của đối phương. Đại Từ Star họ vẫn đang gồng mình để chống đỡ những pha lên bóng. Nhưng cũng cần nhớ rằng Đại Từ Star họ rất mạnh ở những tình huống phòng ngự phản công nhanh. Việc có cho mình một khối đội hình được xây chắc ở phần sân nhà và chỉ cần một cơ hội được mở ra thì những máy chạy như Khôi Ngọ hay cả số 33 Văn Hòa luôn sẵn sàng tạo ra những cơ hội. Và đây sẽ là một cơ hội nữa được mở ra. Hiếm hoi chúng ta thấy được rằng Đại Từ Star có cơ hội và chấp thời cơ nhanh. Nhưng đó cũng là một tình huống mà Văn Hòa hơi cá nhân và pha xử lý vừa rồi của anh quá thiếu chính xác. Và mất bóng nhanh và ngay lập tức như chúng tôi đã nói, Đại Từ Star nhanh chóng tổ chức phản công. Tuyến dưới không kịp lùi về và một không gian mở thật sự là mênh mông. Nhưng đáng tiếc cá nhân cầu thủ mã số 33 bên phía Đại Từ Star không thể dứt điểm vào lưới của khung thành bên phía FC Phoenix. Lại tiếp tục là những tình huống đưa bóng lên phía trên. Hơi bất động đối với vị trí của thủ thành áo số 66 Long Nhái.
tuyến phòng ngự của đội bóng Hoa Hồng họ cần phải chơi chủ động hơn. Và ít phút vừa qua chúng ta thấy được sự lợi hại đến từ đại diện của Thái Nguyên. Một cơ hội được mở ra, góc sút là quá hẹp so với pha dứt điểm của Vinh Cụt. Đó cũng thể coi là một lựa chọn phù hợp khi thủ môn bên phía các cầu thủ đại từ Star, đó là Giáp Tuất, đã khép góc. Và anh cũng không thể truyền ra để các đồng đội của mình tiếp ứng được pha bóng vừa rồi của mình. Phút thứ 16 và tỷ số vẫn đang là không đều. Cả hai bên đang vẫn lựa chọn cho mình một lối chơi thăm dò. Đại từ Star cũng là một trong những đội bóng rất nổi tiếng tại mảnh đất Thái Nguyên. Mỗi khi Đại từ Star tham dự những sân đấu dành cho sân chơi 7 người tại thủ đô, thì với lối chơi như hiện tại mà chúng ta đang thấy, phòng ngự chặt, phản công nhanh đã gây nên rất nhiều những khó khăn cho đội bóng lớn. Vạn Hảo, pha mở bóng rất thoáng, nhưng đáng tiếc là không thể có một cầu thủ tiếp ứng dứt điểm. Chúng ta cần phải xem lại pha quay chậm. Thật sự là cánh trái nơi sự xuất hiện của số 29 bên phía đại từ Star khôi ngò, khiến cho các cầu thủ FC Phoenix gặp những vấn đề nhất định. Và đó cũng là một tình huống mà khôi ngò khai thác quá tốt điểm hở. Khôi ngò từ cánh trái di chuyển vào trung lộ. Và sự xuất hiện của cá nhân cầu thủ áo số 29 này phần nào mang lại tính đột biến cho một pha bóng mà cánh trái bên phía Phoenix không thể kịp lùi về. Và đây lại là cơ hội nữa. Đáng tiếc là bóng đã chạm tay. Hải Kỳ dứt điểm và bóng trúng tay cầu thủ áo số 89 này. Sự hứng khởi trong cách chơi của cả hai bên bắt đầu được phát diện khi mà cả Phoenix lẫn đại từ Star họ đang đẩy cao đội hình và đẩy cao tốc độ trận đấu này. Phong Bướm, đường truyền sai địa chỉ của Phong Bướm. Cũng không thể trách được các cầu thủ khi mà hôm nay họ được bố trí ở những vị trí và những thật chính xác hơn, nói chính xác hơn, đó là những vị trí không đúng với chuyên môn của họ. Nhưng đây là một trận giao hữu, một trận đấu mà sự thử nghiệm được đặt lên trên hết. Cũng không thể tránh khỏi những sự sai lầm và sự bất ngờ. Pha mất bóng của Hải Còn và lên bóng cho đại từ Star. Và đưa bóng vào của Đức Dương và sẽ có phạt góc cho đội bóng áo vàng. Hôm nay thì chúng ta cũng thấy được rằng Đức Dương cùng Khôi Ngọ, cặp cánh của đội bóng áo vàng, rất ít khi được dâng cao. Pha chơi bóng chủ động của Long Nhai. Tình huống tranh chấp quyết liệt giữa Xuân Bẩm cùng Văn Hảo. Số 33 Dương Văn Hảo cũng là một trong những cái tên rất quen thuộc đối với những người xem bóng đá và hâm mộ bóng đá Việt Nam, theo dõi Viettel trong những mùa giải vừa qua. Vinh Cụt. Thằng Dương Văn Hảo đá cho Bình Định gì? Sự chậm rãi mà đại từ Star đang tạo lên trong cách chơi của mình khiến cho Phoenix phần nào đó bị cuốn theo. Và chúng ta đang xem được một cách chơi phòng ngự phản công nhanh đầy hiệu quả
của đội bóng áo vàng. Họ rất ít khi dâng cao đội hình, nhưng chỉ cần một cơ hội được mở ra thì đại từ Star luôn có những cá nhân mang lại tính đột biến cao trong đội hình của mình. Phong Bướm, lại liên tiếp là những tình huống dứt điểm từ xa, và kết quả mang lại là vẫn chưa thể thành công đối với những gì mà các cầu thủ bên phía Phoenix đang muốn tạo nên. Hải Con, tình huống chuyền bóng của Hải Con cho Phong Bướm, mất bóng nguy hiểm. Tình huống chọc khe lại quá mạnh so với đà di chuyển của cầu thủ mà số 29, chính xác là 47 bên phía đại từ Star. Đức Dương được lựa chọn là người chấn giữ vị trí chơi cao nhất bên phía đội bóng áo vàng, nhưng anh vẫn chưa có quá nhiều những cơ hội và những đường bóng được hướng tới. Nếu như không thiếu chính xác thì nó đi rất xa so với khung thành và so với sự kiểm soát của cá nhân cầu thủ mang số 29 này. Thêm một tình huống phạt góc nữa và nó lại thuộc về Phoenix. Không bất ngờ với việc đội bóng áo hồng có cho mình nhiều những tình huống dứt điểm và nhiều những cơ hội được tạo ra. Và bắt vô lề, Xuân Bầm rất chịu khó tung ra những tình huống dứt điểm từ xa. Bóng lại được hướng về vị trí của Phong Bướm. Vẫn chưa có quá nhiều những tình huống thật sự là mang lại bàn thắng dành cho cả hai bên. Và ban huấn luyện bên phía đại từ Star có sự thay đổi người. Dương Văn Hào được cho ra nghỉ. Thắng PV, cầu thủ mang số 6 được lựa chọn và anh sẽ chơi đúng vào vị trí mà cầu thủ này để lại. Lên bóng cho đại tử. Tình huống dọc biên không thành công. Liên tiếp đang là những sự điều chỉnh của ban huấn luyện bên phía FC Đại Tử. Phong Bướm, đường truyền lại sửa lưng đối với đà di chuyển của Xuân Bẩm. Lại thêm một sự thay đổi người nữa khi Hiếu Sủ được tung vào sân để thay thế vị trí của Linh Hai Tử. Đại Từ đang muốn chơi kiểm soát bóng, trong khi đó FC Phoenix họ đang chứng tỏ rằng tại sao với những nhân tố hiện tại trong đội hình thì họ lại tự tin và triển khai lối chơi một cách áp đặt lối chơi lên Đại Từ, trong khi đó đội bóng áo vàng lại đang muốn chắc chắn ở tuyến phòng ngự và từ đó tung ra những pha đưa bóng lên phía chơi, đề cao tính tốc độ và những sự xuất hiện của những tiền đạo đầy tốc độ ở phía trên của mình. Không có lỗi ở tình huống bóng vừa rồi. Pha nhả bóng hay. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Yếu Sủ. Dứt điểm! Pha mớm bóng là hợp lý, nhưng đó là một tình huống mà cả đồng đội của anh
Dứt điểm quá hiền. Những điểm họ ở tuyến phòng ngự đang được các cầu thủ Phoenix mở ra. Và Đại Từ ở những tình huống bóng vừa rồi, họ đang rất biết cách để xuyên phá và khai thác những điểm hở đó. Cánh trái đang là cánh tấn công chủ yếu mà Đại Từ Star tạo ra những cơ hội và tạo ra những tình huống dứt điểm của mình. Chắc chắn là trên băng ghế huấn luyện thì Hoàng Phoenix sẽ cần phải có cho mình những sự điều chỉnh và nhắc nhở. Cánh trái bị khoét sâu, trong khi đó việc Phoenix chưa thể lên bóng và chưa thể triển khai bóng một cách hợp lý nhất đang làm cho đội bóng áo hồng gặp những vấn đề, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự của mình. Lại thêm một tình huống phạt góc nữa, phạm bướm. Sự chắc chắn của Giáp Tuất, phản công nhanh cho Đại Tử. Rất hay, đây là Đức Dương. Lại là cánh trái chuyền vào và mở bóng của Dương Văn Hảo. Chỉ cần một tình huống xoay sở và kéo bóng lắc người nhẹ thôi thì Đức Dương gần như là khiến cho hàng phòng ngự và đặc biệt là một bóng áo hồng ở tình huống tranh chấp trước đó của mình bị sửa lưng. Và tiếp tục lại là cánh trái bị khoét. Cách chơi hiện tại của Đại Từ Star, họ đang triển khai bóng nhanh và đặc biệt là việc đưa trái bóng từ trung tuyến sang cánh trái, nơi luôn có sự xuất hiện và luôn có sự hiện diện của rất nhiều những nhân tố đặc biệt trên hàng công. Phong bướm. Hải Con là một cầu thủ nhỏ con có tốc độ và khi được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh thì cầu thủ này luôn tạo ra những cơ hội cho đồng đội ở phía trên. Nhưng thật sự cách mà cầu thủ mang số 4 này phòng ngự vẫn đang khiến cho ban huấn luyện bên phía đội bóng áo hồng còn bỏ ngỏ vị trí của anh. Hải Con phù hợp ở vị trí của một cầu thủ tiền vệ công hơn. Tiếp cầu thủ nhỏ con này luôn rất nguy hiểm ở những tình huống băng cắt và những tình huống xử lý tốc độ và kỹ thuật ở phạm vi hẹp. Hải Con như chúng ta cũng biết rằng anh không giỏi trong những tình huống tranh chấp một đối một. Và khi bị kéo lên cao thì Hải Con luôn gặp những khó khăn khi lùi về để tranh chấp. Phoenix đang liên tiếp tạo ra những cơ hội. Quả người thành công! 1-0 cho Phoenix! Và quả người rất hay! Chính xác đó là tình huống của Hải Kỳ. Không nhiều người nghĩ rằng Hải Kỳ sẽ xử lý và tung ra một tình huống dứt điểm đầy quyết đoán như vậy. 4 bóng báo vàng xoay quanh anh nhưng Hải Kỳ vẫn đang rất biết cách để khai thác và để khiến cho mảnh lưới của Giáp Tuất bị rung lên. 1-0 cho đội bóng áo hồng. Việc kiểm soát bóng nhiều hơn và có cho mình những cơ hội, đặc biệt là phần trung tuyến nơi có sự xuất hiện của Hải Kỳ, đang mang lại tính hiệu quả cao. Nhưng họ cũng cần phải tập trung ở những pha bóng yêu cầu sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự. Cần tỉnh táo hơn thay vì để cho các cầu thủ bên phía Đại Từ Star có cơ hội và có khoảng trống để dứt điểm. Đại diện đến từ Thái Nguyên, họ vẫn đang chơi rình rập. Ngay kể cả khi mà bị dẫn trước thì đội bóng áo vàng họ cũng không đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương. Thay vì đó, họ vẫn đang chơi và lựa chọn cho mình một cách đá phù hợp hơn. Chí ít là đội bóng áo vàng vẫn đang tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đưa ra. Đây là Hải Con. Pha chuyền bóng đối với Phong Bướm. Pha mở bóng và mở ra điểm chạm dành cho vị trí của Vinh Cụt. Thì bóng lại đi thiếu lực và nó không đến được chân của cầu thủ mang số 88 này.
Xuân Bầm đã kịp lui về để hỗ trợ và khỏa lấp những khoảng trống mà tuyến phòng ngự mở ra. Phạt góc cho đại tư Star. Phút thứ 31 và tỷ số đang là 1-0 cho Phoenix. Văn Hảo. Sẽ lại là một cơ hội phản công dành cho Phoenix. Đây là phong bướm. Vinh Cụt. Mở bóng rất thoáng và đây sẽ là cơ hội dứt điểm. 2-0. 2-0 cho FC Phoenix và lại là Hải Kỳ. Hải Kỳ rất son trong trận đấu này. Những cơ hội được mở ra và những tình huống bóng mà Hải Kỳ có thể có vung cho mình. Một tình huống vung chân đưa trái bóng một cách hiểm hóc đến với khung thành của đại tử. Thì cầu thủ này cũng rất biết cách để tạo nên sự khác biệt và tính đột biến cao. Cả hai bàn thắng mà Hải Kỳ mà chúng ta thấy được ở tình huống quay chậm vừa rồi đều là những tình huống mà cầu thủ này có thể giành chân và khoảng trống trước mặt anh là rất nhiều. Phản công cho Phoenix. Vinh Cụt. Tình huống bóng đó lại bị chậm so với đà di chuyển của hai đồng đội ở phía trên ảnh. Ba đánh hai. Vạn Hảo. Bóng trong chân cờ Vạn Hảo dứt điểm. Đó chính xác là một tình huống chuyền cột hai thay vì dứt điểm đến từ vị trí của số 25 Hiếu Sủ. Bị dẫn trước và bây giờ chúng ta sẽ thấy được đại tư tấn công ra sao. Xuân Bẩm. Chưa hoàng hôn lại sau bàn thắng đầu tiên thì ngay lập tức đại tư Star họ đã phải đón nhận bàn thắng thứ hai. Và không ai khác, Hải Kỳ là người gieo sầu với một tình huống dứt điểm miễn chê của mình. Tuyến phòng ngự không kịp lui về và cánh trái đang là cánh mà các cầu thủ bên phía đại tư Star khai thác. Và đó cũng là cách mà Phoenix khai thác điểm hở bên phía đội bóng áo vàng trong tình huống bóng mà Hải Kỳ thực hiện thành công tình huống dứt điểm để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng áo hồng. Phong bướm. FC Phoenix họ đã đúng với những điều chỉnh và những đấu pháp và sự toàn tính đến từ ban huấn luyện. Tưởng chừng họ để cho đại tư Star khai thác cánh trái và mở ra những cơ hội. Nhưng đó cũng là một cách địa hổ ly sơn để khiến cho hàng phòng ngự của FC đại tư dâng cao và mất tập trung. Tình huống chuyền vào không thành công. Với cách biệt hiện tại là hai bàn thì sẽ rất khó đá dành cho đại tư Star. Nhưng ở trong một trận giao hữu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Quan trọng là các cầu thủ họ cần phải chắt chiu những cơ hội của mình. Phoenix có sự điều chỉnh. Cầu thủ mang số 45 sẽ được tung vào sân. Và anh sẽ thay thế vị trí mà Xuân Bầm để lại. Hồi Xuân cũng chơi rất cháy ở vị trí của mình được ban huấn luyện giao phó. Lại thêm những tình huống được mở bóng ra nữa mà đại tư muốn khai thác. Dứt điểm. Duy Kiên được lựa chọn. Và đây là một cầu thủ được chơi và được xuất phát trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Một cầu thủ được ăn tập rất chuyên nghiệp đến từ Sầm Sơn Thanh Hóa.
một cầu thủ còn rất trẻ. Việc được tạo dựng và được tạo những cơ hội được vào sân mà Hoàng Phôn Đích dành cho cầu thủ mang số 45 này cũng là cách mà Hoàng Phôn Đích trao tưởng, trao lại sự tin tưởng của niềm tin. Và anh cũng rất hy vọng là Duy Kiên có thể thể hiện được mình ở những trận đấu giao hữu. Hải Kỳ, bóng vẫn đang trong chân của Hải Kỳ. Hải Kỳ quá khéo và anh khiến cho số 6 bên phía Đại Từ Star, mặc dù có cho mình sự quay sát rất kỹ nhưng vẫn chưa thể khai thác được. Đây sẽ là cơ hội và 3-0. Lại thêm một tình huống đánh trực diện từ trung tuyến nữa. Bóng được từ chân của Phong Bướm hướng tới vị trí của Vinh Cụt. Và ở khoảng cách như vậy, ở một góc sút như vậy thì rất khó để có thể Vinh Cụt bỏ lỡ. Tỷ số được nâng lên 3-0 dành cho FC Phoenix. Sự gắn kết và tính ổn định ở những đội hình và những cầu thủ, những cá nhân đã từng chơi, đã từng cống hiến trong màu áo của Phoenix giúp cho đội bóng áo hồng dễ dàng triển khai lối chơi. Pha mở bóng rất thoáng và tình huống vung chân vừa rồi là của Văn Hảo. Lực đi là rất mạnh nhưng góc sút đã bị chệch khung thành. Bây giờ chúng ta sẽ được chiêm nghiệm cách mà các cầu thủ bên phía FC Đại Từ Star khi bị dẫn trước thì đội bóng áo vàng sẽ chơi ra sao đây. Nhất là khi tỷ số đã là 3-0 rồi. Duy Kiên, hiếm hoi mà chúng ta thấy được Duy Kiên được dâng cao. Pha lên bóng bên phía FC Phoenix. Hoàng Anh, pha mở bóng của Hoàng Anh nhưng đó là một tình huống thả bóng quá mạnh so với đà di chuyển của Văn Hảo. Hải Còn, Duy Kiên, tình huống xoay sở của Duy Kiên. Đây là Phong Bướm. Khó cho Phong Bướm ở tình huống mở bóng vừa rồi của mình. Đây lại là Hải Kỳ. Một mình Hải Kỳ cầm bóng và đánh sọc thẳng vào trung tuyến bên phía đội bóng áo vàng. Cách đá của cầu thủ mang số 89 này là rất khó chịu. Một cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt. Và khi qua người thì tính khác biệt và phần nào mang lại sự ức chế dành cho đối phương là rất cao. Lối chơi dị và khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại mà Phoenix đang sở hữu trong đội hình. Vinh Cụt, khi Xuân Bầm được rút ra nghỉ thì Vinh Cụt là người được Hoàng Phoenix lựa chọn. Và mang trên mình tấm bằng đội trưởng. Rất nhanh Hải Còn. Đây là Hải Còn. Lại là một cơ hội nữa được mở ra. Đòn hồi mã thường đến từ Đại Từ Star. Mà bóng rất thoáng. Văn Hảo. Đây là Hiếu Sủ. Đó cũng là một tình huống mà được anh chơi chủ động và hợp lý trong pha phá bóng của mình. Chắc chắn sau giờ nghỉ thì Đại Từ Star sẽ cần phải có cho mình những sự điều chỉnh. Khoảng cách là 3 bàn và bây giờ sẽ là rất chơi
rất dễ chơi và rất dễ tạo ra tính kiểm soát dành cho Phoenix. Và bây giờ thì tiếng còi của trọng tài cuối cùng đã cất lên. Hiệp thi đấu đầu tiên và 3-0 là tỷ số của hiệp thi đấu này. Hẹn gặp quý vị và các bạn sau ít phút nữa khi hiệp 2 quay trở lại.
Xin chào những quý vị khán giả, và chúng ta đã quay trở lại với hiệp hai của trận đấu giữa Đại Từ Star và Phoenix. Ở hiệp đầu thứ hai, Phoenix đã ở bên phần sân bên phải trước màn của quý vị và khán giả, và Đại Từ ở bên phần bên chân bên trái. Và ở hiệp 1, Phoenix đã thể hiện được sức mạnh của mình khi đã dẫn trước Đại Từ với tỷ số là 3-0. Lên bóng cho Đại Từ Star. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía Phoenix họ sẽ có cho mình rất nhiều những sự thay đổi người. Và đây lại là một cơ hội nữa được mở ra. Bóng hướng tới vị trí của Ngọc Anh, một trong ba lựa chọn hoàn toàn mới của Hoàng Phoenix ở lượt đấu thứ hai này. Ngọc Anh, Được Anh, Trọng Tấn và Anh Hòa. Đó là những cái tên được lựa chọn ở hiệp thi đấu thứ hai. Và hy vọng rằng đây sẽ là một làn gió mới giúp cho đội bóng áo hồng trời hứng khởi hơn, ngay kể cả khi mà họ đang dẫn trước đối thủ với tỷ số là 3-0. Nó không đồng nghĩa rằng Phoenix muốn dừng lại, nhất là những trận đấu giao hữu, thì đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để giúp cho các cầu thủ được chơi bóng, được thử nghiệm và được sắp xếp, đồng thời là chơi bóng và phối hợp cùng với những cá nhân, những đồng đội của mình ở đội hình chính. Ngọc Anh, tình huống về bóng của Ngọc Anh không thành công. Hải Còn, Đại Từ Star vẫn chưa thể một lần có cho mình những cơ hội thật sự là rõ ràng đối với khung thành của Long Nhái. Cả hiệp thi đấu đầu tiên thì hiếm hoi đội bóng áo vàng mới có thể tạo ra sự khác biệt. Và gần như là những sự khác biệt đó mới chỉ đến từ hướng tấn công cánh trái, từ hướng tấn công của Đại Từ Star. Ngọc Anh,
khi được tung vào sân, những cầu thủ trẻ, những cá nhân mới còn rất khát khao ghi bàn và rất khát khao tạo nên sự khác biệt. Cũng không thể trách được các cầu thủ vừa được tung vào sân, khi đó cũng là một tình huống mà Ngọc Anh tự tin vào khả năng và kỹ thuật cá nhân của mình. Hải Còn mất bóng nguy hiểm, nhưng đáng tiếc là Đại Từ không thể cướp bóng và triển khai tấn công. 4-1. Quá khó hiểu ở tình huống xử lý bóng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là pha phản đòn dành cho Phoenix. Hải Còn pha dứt điểm hơi thiếu chính xác. Hải Còn dứt điểm bóng ăn quá nhiều ra má ngoài. Vẫn hợp lý hơn thì Hải Còn có thể tạo ra một đường truyền dành cho cầu thủ ở vị trí cột 2 theo hướng tấn công cánh phải của FC Phoenix. Mất bóng nguy hiểm. Lại thêm những đường truyền sai địa chỉ nữa. Nhưng rất may là Phoenix đã có thể kiểm soát được tình hình. Đây là Văn Hào. Bóng vẫn còn. Đường truyền vặn sườn. Là bóng rất hay và đây sẽ là cơ hội mở ra. Cần phải có cho mình những sự đáng khích lệ ở tình huống cản phá bóng vừa rồi của Long Nhai. Một tình huống mà các cầu thủ bên phía Đại Từ cũng rất chăm chú và rất chắt chiu cơ hội của mình. Nhưng đứng trong khung gỗ của Phoenix trong trận đấu này và đang là một trong những thủ môn chơi đầy ấn tượng và có một phong độ ổn định trong thời gian vừa qua bên phía đội bóng áo hồng. Thêm những tình huống mất bóng nguy hiểm ở khu vực trung tuyến. Anh Hòa. Việc các cầu thủ trẻ mắc phải những vấn đề và tâm lý ở những tình huống xử lý bóng, đặc biệt là những tình huống quay giáp nhanh của đối phương, cũng không phải là một điều gì đó bất ngờ. Nhất là khi mà Phoenix họ đang dẫn trước và họ đang nhường lại thế trận cho đối phương. Hải Còn. Anh Hòa rất trơn tru ở những tình huống bàn bật 1-2 giữa những vị trí bên phía Phoenix. Duy Kiên lên bóng nhanh và phản công cho Phoenix. Vẫn đang là Duy Kiên. Duy Kiên muốn thực hiện một tình huống qua người và lắc bóng. Nhưng trước mặt anh là sự hiện diện của Hoàng Anh, một trong những cầu thủ cũng chơi ổn định ở tuyến phòng ngự bên phía đội bóng áo vàng. Duy Kiên. Bóng đến chân của Ngọc Anh. Tuyến giữa hiện tại bên phía Phoenix đang là sự hiện diện của anh Hòa. Mất bóng nguy hiểm và lại là một cơ hội nữa dành cho Đại Từ Star. Tốc độ. Đáng tiếc là đó là một tình huống dứt điểm không trúng bóng của Đức Dương. Và cướp bóng nhanh và đẩy bóng lên, tận dụng tốc độ của cầu thủ mang số 47. Nhưng ở điểm chạm cuối cùng thì Đức Dương không thể tiếp cận được vào trái bóng. Trong đội hình hiện tại trên sân mà chúng ta đang được theo dõi thì Phoenix gần như là sử dụng tất cả những lựa chọn đầy trẻ trung của mình. Những cầu thủ mà chắc chắn sẽ là tương lai của Phoenix trong tương lai gần. Hải Còn sẽ được cho ra nghỉ và Hoàng Phoenix, cầu thủ mang áo số 10, sẽ được tung vào sân ở những phút thi đấu sắp tới đây.
cơ hội mở ra đối với Đại Tử. Quá đáng tiếc ở pha dứt điểm vừa rồi. Hoàn Hít có thừa khoảng trống và không gian lẫn thời gian để lựa chọn cho mình việc đưa trái bóng một cách trơn tru nhất vào lưới của Long Nhái. Ngay cả cá nhân của Long Nhái, anh cũng rất muốn đối thủ có thể có cho mình một bàn gỡ để giúp cho trận đấu này, một trận đấu giao hữu, trở nên hứng khởi hơn, hấp dẫn hơn, thay vì một thế trận một chiều mà Phoenix đang tạo ra. Duy Kiên. Từ khi được vào sân thì cầu thủ màu số 10 Hoàng Phoenix vẫn chưa có quá nhiều những tình huống bóng tạo nên sự khác biệt. Đây là Hoàng Phoenix. Hoàng Phoenix phần nào đó gặp những vấn đề và cái chân phải của mình. Anh đang chứng tỏ rằng tại sao anh phù hợp hơn với vị trí của băng ghế huấn luyện. Một cầu thủ được hoạch định và được câu lạc bộ bóng đá Phoenix lựa chọn, đồng thời là có cho mình sự điều chỉnh và sự tin tưởng ở vị trí giám đốc kỹ thuật bên phía đội bóng áo hồng. Tốc độ đến từ Ngọc Anh. Và đang là Ngọc Anh. Duy Kiên. Bóng đi sát sạt điểm nối giữa cột dọc và xà ngang của khung thành Giáp Tuất. Một tình huống cứa lòng. Đại Từ Star họ chơi gần như là với đội hình 2-3-1. Bị dẫn trước với cách biệt 3 bàn thì không có cớ gì họ phải phòng ngự và chơi phòng ngự phản công cả. Văn Hào. Văn Hào cùng các đồng đội của mình muốn chơi tấn công trực diện và áp đặt lối chơi, nhưng họ vẫn chưa thể khai thác được khe hở. Đường truyền sai địa chỉ của Hoàng Phoenix. Duy Kiên lại thêm một tình huống chơi chủ động nữa. Đường truyền vẩy má ngoài điệu nghệ của số 45. Duy Kiên. Tình huống chuyền bóng ngược trở lại đối với là di chuyển của Duy Kiên nhưng không thành công. Đẳng cấp của một cầu thủ được ăn tập tại Lò Hoàng Anh Gia Lai giúp cho Duy Kiên có cho mình những kinh nghiệm và có cho mình những sự lựa chọn, cũng như là giúp cho anh có nhiều hơn những tình huống xử lý và loại bỏ đối phương một cách tốt nhất. Hoàng Gia Lai là một trong những đội bóng chơi đầy kỹ thuật và được xây dựng trên triết lý tấn công của Arsenal. Duy Kiên cũng là một trong những cái tên để lại những ấn tượng nhất định ở lứa trẻ, nơi mà Hoàng Gia Lai luôn thành công từ các lứa GMG 1, 2 và đến lứa của Duy Kiên. Sự xuất hiện của cầu thủ này cùng thế hệ với Quốc Việt, với Đức Việt, những cái tên xuất phát và xuất hiện trong đội hình của U20 Việt Nam, đồng thời là U23 Việt Nam trong những giải đấu của huấn luyện viên Philippe Chaucer. Duy Kiên. Pha xử lý bóng của Kiên Samson. Lại đang là những tình huống xử lý bóng đầy ma thuật của các cầu thủ bên phía Phoenix. Dứt điểm. Lại thêm một tình huống phạt góc nữa dành cho đội bóng áo hồng. Ô, mày tao bình luận chưa? Chưa đá. Có. Này Adu này. Thể dục thể thao này, thế thủy lợi. Pha trao bóng không thành công. Và thêm một tình huống phản công nữa. 4-3. Văn Hào. Hoãn Hít. Lại thêm một tình huống chuyền bóng xa địa chỉ nữa.
Sau trận đấu này thì chắc chắn là Đại Từ Star họ sẽ cần phải có cho mình những buổi họp mặt kỹ thuật và rút kinh nghiệm sau những bàn thua mà họ phải nhận trong trận đấu này. Những bàn thua đến từ lỗi vị trí. Cũng không thể trách được khi đối thủ của họ Phượng Hoàng Tím FC Phoenix, những cầu thủ đang có mặt trong đội hình và đang chơi trong đội hình dưới sự điều hành và đồng hành cùng Hoàng Phoenix, đang đặt ở độ chín sự nghiệp. Rất nhiều những cái tên đáng chú ý đã từng tham dự tại VCS2, vẫn đang đồng hành và vẫn đang chơi dưới màu áo của Phượng Hoàng Tím. Dứt điểm và lắc bóng và dứt điểm của số 21, đó là anh Hòa. Anh Hòa cũng khá bất ngờ với tình huống mất bóng vừa rồi mà Đại Từ tạo ra. Và phần nào đó anh đang thiếu đi sự chủ động. Nhưng sự cố gắng của anh Hòa vẫn giúp cho FC Phoenix có thêm cho mình một tình huống đá phạt góc nữa. Duy Kiên, Hoàng Phoenix. Hoàng Phoenix khi tung vào sân, anh chơi một cách linh hoạt ở nhiều vị trí. Từ trung vệ thòng, hậu vệ biên, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Nhưng vẫn chưa có nhiều những tình huống điểm chạm khác biệt mà Hoàng Phoenix tạo ra. Trọng Tấn. Tình huống mở bóng Trọng Tấn. Đây là anh Hòa. Duy Kiên. Và bảy bóng của Duy Kiên. Duy Kiên! Rất hay. Cách phối hợp của Phoenix ở pha đánh trung lộ vừa rồi cũng rất ấn tượng, khi mà Duy Kiên nhả bóng dành cho vị trí của Ngọc Anh. Và Ngọc Anh cũng thả bóng lại để tạo ra dành cho đồng đội của mình một tình huống dứt điểm, nhưng hơi thiếu cảm giác và hơi thiếu may mắn ở pha kết liễu vừa rồi của Duy Kiên. Phản công nhanh cho Đại Từ kịp không? Bóng vẫn đang trong sân. Hoan hít. Đây là Vạn Hảo. Tình huống dứt điểm là rất căng, nhưng nó không thể qua được sự kiểm soát của các cầu thủ bên phía Phoenix. Tốc độ đến từ Duy Kiên. Duy Kiên rất nhanh và bóng đã ra hết được biên ngang. Và bật tốc độ tốt, và chúng ta có thể tưởng tượng ra những chiếc xe F1. Nhưng đó là một tình huống mà chiếc xe F1 bên phía Phoenix mất phanh và suýt chút nữa là anh có thể gặp những chấn thương không đáng có của mình. Tốc độ là rất nhanh. Pha cướp bóng là rất hay. Tất cả đều hoàn hảo, trừ pha tiếp bóng cuối cùng của mình. Bây giờ sẽ là cơ hội được thể hiện dành cho các cầu thủ bên phía Đại Từ. 1-3. Pha dứt điểm quyết đoán. Cuối cùng thì những sự cố gắng không biết mệt mỏi đã giúp cho đội bóng áo vàng có cho mình bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2 bàn, và nó thuộc về Ngọc Nam. Tình huống cầm bóng sập thẳng vào trung lộ, và bây giờ sẽ lại thêm một sự thay đổi người nữa. Thắng PV được tung vào sân, và anh sẽ thay thế vị trí của Ngọc Nam. Ngọc Nam được biết tới biệt danh chạy ghi bàn và thở. Và ngay sau khi mà số 28 ghi bàn, anh cũng không thể tiếp tục chơi bóng và không thể tiếp tục ghi bàn nữa. Ngọc Nam đã được xin ra nghỉ để được tạo ra sân chơi cho anh em của đại diện đến từ Thái Nguyên. Phần đánh đầu chiến thuật của Ngọc Anh. Ngọc Anh cùng Duy Kiên đang là cặp bài trùng bên phía Phoenix. Họ luôn tìm tới nhau ở những tình huống bóng. Cũng không quá bất ngờ bởi cả Ngọc Anh lẫn Duy Kiên đều là những đồng đội và đều là những người cùng quê
những người đồng hương và cùng chơi đều được ăn tập một cách bài bản. Ngay cả những tình huống loại bỏ hay lên bóng thì hai cầu thủ trẻ này cũng rất biết cách để tạo nên sự khác biệt và tính đột biến cao ở những tình huống mang tính chiến lược và bước ngoặt ở phạm vi hẹp và ngắn. Ngọc Anh, đường truyền hơi lỡ nhịp của Ngọc Anh dành cho Duy Kiên. Thanh Tú, bóng đã đi hết đường biên ngang nhưng cũng cần phải có cho mình và cần phải có những lời khích lệ dành cho tình huống kéo bóng và cứu bóng vừa rồi của số 66 bên phía Đại Từ. Đình Toàn cũng được tung vào sân. Những sự thay đổi người để thử nghiệm và tạo ra sân chơi dành cho những cầu thủ trẻ là điều mà Phoenix rất muốn trong những trận đấu giao hữu. Đình Toàn, đây là Duy Kiên, pha chuyền bóng hay của Duy Kiên. Ngọc Anh không muốn đưa trái bóng vào lưới của Đại Từ Star. Anh muốn dành cho bàn thắng của đồng đội mình. Nhưng đó là một tình huống xử lý không thật sự là hiểu ý và hợp lý của số 77. Khoảng trống là có. Và hoàn toàn Ngọc Anh có thể tỉnh táo và ghi cho mình một bàn thắng trong trận giao hữu này. Thay vì thực hiện một tình huống nhả bóng dành cho đồng đội. Và chuyền bóng không thành công. Hoàng Phoenix. Đây là Đình Toàn. Và chuyền bóng bị lỗi và bây giờ sẽ là phản công. Dứt điểm! Pha dứt điểm rất căng của Văn Hảo. Anh chứng tỏ tại sao anh luôn là lựa chọn đáng chú ý trong mỗi trận đấu mà Đại Từ Star xuất hiện và đối đầu với những đội bóng lớn. Một cầu thủ chơi đầy đa năng và cũng không quá khó hiểu với những pha xử lý mang đậm tính kỹ thuật và với nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt của mình. Trong màu áo của Viettel thì Văn Hào cũng có rất nhiều những bàn thắng và rất nhiều những pha xử lý bóng ở phạm vi hẹp đầy hiệu quả và hợp lý. Tại những giải đấu từ sân 7 đến sân 11, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên và phong trào nữa thì cái tên Văn Hào còn mang lại sự đột biến và tính khác biệt. Trong khi đó Phoenix họ cũng có cho mình những cá nhân và những con người đầy sáng tạo trong đội hình, ngay kể cả khi mà đội 1 được cho ra nghỉ. Thì vì những con người hiện tại trong đội hình bên phía đội bóng áo hồng, họ cũng rất biết cách để chơi bóng và rất biết cách để tạo ra những sự khác biệt. Những con người hiện tại đều là những con người rất đa năng và họ còn rất trẻ. Tương lai đang rộng mở đối với không chỉ những Duy Kiên, Ngọc Anh mà ngay cả những cầu thủ được ít tạo điều kiện để thi đấu những đội hình chính tại những giải đấu lớn thì ở những trận đấu giao hữu họ cũng rất được Hoàng Phoenix lựa chọn. Tình huống chạm bóng của Hoàng Phoenix. Duy Kiên lại thêm một tình huống khoét cánh nữa của Duy Kiên. Nhưng đường chuyền vào là không thật sự là hiểu ý đồng đội của mình khi không có bất cứ một bóng máu hồng nào có thể tiếp cận được đường chuyền vừa rồi. Văn Hảo, tình huống chuyền bóng nhạy cảm của Văn Hảo. Phoenix phản công. Ngọc Anh, gần như tuyến giữa bên phía đội bóng áo hồng luôn là sự luân chuyển một cách sáng tạo và đầy hiểu ý nhau. Một tình huống chuyền bóng xa địa chỉ qua người hay.
Đó là pha xử lý của Mạnh Vũ. Vẫn đang là những tình huống xoay sở tốt của Phoenix. Thoát pressing hay. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên ở pha va chạm vừa rồi. Duy Kiên. Đây là Ngọc Anh. Pha mở bóng của Ngọc Anh hướng tới vị trí của Hoàng Phoenix. Bóng trở lại quyền kiểm soát của Duy Kiên. Và mất bóng nguy hiểm, Văn Hảo. Hai đánh hai. Tình huống mở bóng hay. Và đây sẽ là cơ hội được mở ra dành cho Đại Tư Star. Chuyền bóng không thành công. Rất trơn tru. Và đây kinh nghiệm ở những pha xử lý của Hoàng Anh. Sáp Tuất. Đây là Văn Hảo dứt điểm nhanh. Đại Từ đang điều chỉnh và đang thay thế việc áp đặt lối chơi. Anh Đại Từ ơi, anh chụp ảnh ấy. Cái anh số 20 tên gì nhỉ? Quang Minh được tung vào sân. Và anh sẽ thay thế vị trí mà Hoàng Anh để lại. Một tiền vệ công được kéo xuống chơi ở vị trí trung vệ thòng. Phạt góc cho Đại Từ Star. Đây là Văn Hảo. Một tình huống dứt điểm thẳng. Nhưng bóng đã ăn quá nhiều vào lòng trong và khiến cho lực đi của trái bóng thiếu đi sự chính xác. Văn Hảo cũng đang gặp những vấn đề. Và Linh 24 được lựa chọn. Ngay sau khi mà Văn Hào thực hiện tình huống dứt điểm nguy hiểm với lực đi căng thì anh cũng không thể tiếp tục thi đấu nữa. Một cầu thủ chơi đa năng và chạy cả trận, mang lại những cơ hội và tìm kiếm những điểm hở để tạo ra sự hiệu quả trên mặt trận tấn công dành cho Đại Từ Star. Nhưng một cánh én không thể làm nên cả mùa xuân. Và Văn Hào chưa thể có cho mình bàn thắng trong trận giao hữu này. Thay vì đó, đồng đội của anh Ngọc Nam lại có cho mình bàn thắng với một pha xử lý đầy mẫu mực và rất kỹ thuật, mang tính tốc độ cao. Anh Hòa. Đây là Minh Còn. Pha mở bóng hướng tới vị trí của Thanh Tú. Dứt điểm. Sẽ có phạt góc. Trong khung gỗ của Phoenix thì thật sự với thể hình tốt của một chiều cao đầy lý tưởng thì Long Nháy gần như là chiếm trọn khung gỗ. Môn cao trên 1m8 này luôn là sự lựa chọn. Và với kinh nghiệm của một thể hình và sự bản lĩnh luôn được chơi ở những giải đấu lớn thì Long Nháy chúng ta cũng thấy được rằng anh luôn tạo ra sự khó khăn và cũng đang khước đi rất nhiều những cơ hội. Đại Từ dứt điểm từ xa, phối hợp đập nhả 1-2 để dứt điểm gần và thực hiện những tình huống bấm bóng kỹ thuật. Nhưng thứ mà họ có được vẫn chỉ là một bàn thắng.
Long Nháy cũng chơi chân rất tốt. Và tình huống thoát pressing Phonix tạo ra ở phút vừa qua cho thấy được rằng đây là một trong những thủ môn chơi hay cả ở tay lẫn chân của mình. Duy Kiên với cá nhân, Duy Kiên rất muốn thể hiện mình, nhưng anh cũng cần phải tránh đi những tình huống mắc phải sự truy cản đến từ Đại Tử và dứt điểm kỹ thuật của Quang Minh. Tình huống vặn sườn hoàn toàn tuyến phòng ngự. Lực đi của cú sút là không mạnh, nhưng nó hiểm hóc và sửa lưng đối với ngay cả Long Nháy. Duy Kiên phá bấm bóng hợp lý. Đây là Ngọc Anh. Kỹ thuật của Ngọc Anh và dứt điểm rất căng. Bóng trúng vào đầu. Được đi là rất mạnh. Và Đại Tử và cầu thủ của Đại Tử đã bị choáng và dứt điểm vừa rồi. Với những cầu thủ chơi ở sân 11 và được an tập thì lực chân và cách dứt điểm của những cầu thủ trẻ này còn rất uy lực. Cũng khó cho số 6 Thắng PV ở pha dứt điểm vừa rồi và tình huống truy cản bóng vừa rồi. Một tình huống dũng cảm để không cho Phonix có thêm bàn thắng. Và dứt điểm rất căng. Và Thắng PV chắc chắn là không thể tiếp tục thi đấu nữa. Ngay cả Ngọc Anh cũng rất lo lắng ở pha dứt điểm mà chính mình tạo ra. Phạt góc cho Phonix. Ngọc Anh và bấm bóng Ngọc Anh không thành công, nhưng Phonix vẫn đang có cho mình những sự kiểm soát bóng và lượng kiểm soát bóng vượt trội so với Đại Tử Star. Phút thứ 71 và tỷ số vẫn đang là 3-1 nghiêng về Phonix. Ba bàn đều được trong hiệp thi đấu đầu tiên. Và ở hiệp thi đấu thứ hai này thì Đại Tử có cho mình một bàn thắng, nhưng Phonix họ vẫn đang giữ một thế trận hợp lý của một khối đội hình đủ chắc chắn, một đội hình mang sự tổng hòa của cả tấn công lẫn phòng ngự. Long Nháy rất từ tốn để triển khai bóng lên phía trên. Ngọc Anh, dẫu biết rằng Đại Tử Star là một trong những đội bóng rất mạnh, và ở Thái Nguyên thì Đại Tử Star rất nổi tiếng và luôn được xếp vào vị trí top đầu tại xứ trẻ, nhưng khi gặp Phonix thì đội bóng áo vàng vẫn chưa thể mang lại sự khác biệt và sự khó khăn, chí ít là ở những tình huống và những tình huống triển khai lối chơi đến từ những pha phá bóng nhanh từ phần sân nhà thì Đại Tử Star mới có thể tạo nên sự khác biệt mà thôi. 10 phút thi đấu đầu tiên của cả hai hiệp đầu, hiệp thi đấu thứ nhất lẫn hiệp thi đấu thứ hai, với nền tảng thể lực thì Đại Tử Star đã uy hiếp khung thành của Long Nháy một cách rất quyết liệt. Nhưng từ phút thi đấu thứ 15 trở đi, thể lực xuống cùng những cá nhân trong đội hình không thể tiếp tục và không thể giữ vững được sự tỉnh táo và một nền tảng thể lực đủ tốt thì họ không thể theo bóng và không thể mang lại sự hiệu quả và tạo nên sự khó khăn dành cho thủ môn Long Nháy nữa. Trong khi đó, Long Nháy cùng các đồng đội và ở phía trên
những sự thay thế khi đưa được vào những cầu thủ trẻ. Thì FC Phoenix có cho mình sự tự tin nhất định và có cho mình sự chắc chắn. Đồng thời, họ cũng rất dễ để kéo bóng và phối hợp với nhau. Anh Hòa. Tình huống phối hợp giữa anh Hòa cùng Ngọc Anh. Đây là Trọng Tấn. Hòa Phoenix được kéo xuống và làm nhiệm vụ kéo bóng, sáng tạo, đưa trái bóng lên phía trên. Trong khi đó, cầu thủ áo số 10 Hoàng Phoenix được tạo sân chơi và được các cầu thủ giúp anh chơi bóng một cách đầy linh hoạt ở nhiều vị trí. Và vào bóng tốt và bóng hướng tới vị trí của Ngọc Anh. Vẫn đang là Ngọc Anh. Và loại bỏ đơn giản của Trọng Tấn. Rất có thể là trận giao hữu này sẽ khép lại với chiến thắng dành cho Phoenix. Một chiến thắng cũng được coi là xứng đáng với những gì mà đội bóng áo hồng đã chứng tỏ. Duy Kiên, đây là Ngọc Anh. Và dứt điểm rất căng nhưng nó đúng vào vị trí mà Giáp Tuất đã đợi sẵn. Đây là Ngọc Anh. Đường truyền sai địa chỉ của Hoàng Phoenix. Nhưng ngay lập tức Đình Toàn đã có thể san lấp và bù đắp sự thiếu vắng mà Hoàng Phoenix để lại ở pha chuyền bóng lỗi của mình trước đó. Một trận giao hữu mang lại rất nhiều những bài học dành cho cả hai bên, đấy cả Đại Từ Star lẫn Phoenix. Phượng Hoàng Tím đã giành chiến thắng và rất có thể là họ sẽ có cho mình chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng vẫn còn những sai số và cần có những sự điều chỉnh. Đình Toàn. Hướng chuyền bóng rất tốt nhưng lại không có bất kỳ một cầu thủ nào có thể tiếp ứng được pha bóng tiếp theo mà Hiếu Sù tạo ra. Phoenix chơi ở phần sân nhà và đập nhà 1-2 rất hợp lý. Họ không nhanh chóng để kéo bóng và đưa bóng lên phía trên. Thay vì đó họ lựa chọn một lối chơi, một trong những mảng miếng phối hợp rất quen thuộc ở những sân bảy. Đá phạt cho Phoenix. Những cầu thủ trẻ luôn tìm được thấy nhau ở những tình huống tạo ra những đường chuyền đến từ những tình huống đập nhà 1-2. Khoảng cách là không quá xa và với cái chân phải của mình thì Duy Kiên hoàn toàn có thể dứt điểm thẳng. Duy Kiên quá khéo và 4-1 cho Phoenix. Tình huống đặt lòng ngọt như mía lùi vậy. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. 4-1 là tỷ số kết thúc chiến thắng dành cho Phượng Hoàng Tím. Và đến đây thì buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi xin được khép lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo trên sóng của VFTV. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.